Chào các bạn, trên tay mình đang là cái điện thoại Samsung Galaxy S3, một cái điện thoại Android đã khá là quen thuộc với chúng ta trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên thì cái chiếc máy mình có trên tay lại là cái chiếc máy phiên bản đặc biệt hơn. Đây là chiếc máy có màu đỏ thay vì cái máy màu xanh hay là màu trắng nhưng mà khi Samsung mới ra mắt. Ngoài hai cái phiên bản màu xanh và màu trắng truyền thống, phiên bản màu đỏ mới đây thì chúng ta còn phát hiện ra Samsung đã để lộ ra một chiếc Samsung Galaxy S3 khác nhưng mà nó lại có màu đen. Tuy nhiên thì cái máy đó chưa có và đây mình đang có một cái máy S3 màu đỏ. Máy này do các anh ở cửa hàng Cellphone S nhập về và bán với giá khoảng 13 triệu rưỡi, tức là cao hơn gần 1 triệu, khoảng 800 ngàn so với cái máy phiên bản màu trắng hay màu xanh truyền thống sách tay. Thì đây chúng ta có logo của nhà mạng AT&T, cái nhà mạng đã phân phối cái chiếc S3 này. Chúng ta vẫn giữ nguyên được những cái thông tin của cái máy Samsung Galaxy S3 truyền thống, ví như hỗ trợ NFC, hỗ trợ on-screen play, màn hình 4.8 inch HD Super AMOLED, chip xử lý 1.5GB 2 nhân. Như vậy là cái máy này nó sử dụng cái chip 2 nhân bởi vì nó là máy cho phiên bản Mỹ chứ không phải là cái chip 4 nhân như là cái Samsung Galaxy S3 trong phiên bản quốc tế. Camera thì vẫn là camera 8 chấm. Ngoài cái chip 2 nhân 4 nhân, chúng ta còn thấy một cái điểm đặc biệt nữa là nó có mạng 4G LTE. Các cái máy Samsung Galaxy S3 phiên bản quốc tế ở Việt Nam thì nó không có 4G LTE mà chỉ có phiên bản của Mỹ, phiên bản cho nhà mạng AT&T mới có. Ở đây là một số cái điểm mà Samsung muốn nhấn mạnh, ví dụ như là màn hình Super HD Super AMOLED, Android Wi-Fi ABGN, hỗ trợ DVX HD. Bây giờ thì mình sẽ mở cái hộp này cho các bạn coi. Thì cái hộp này, cái vỏ ngoài nó cũng màu đỏ giống như là bản thân chiếc máy. Nó chỉ là cái lớp bao bên ngoài thôi, khi mà mình hé lộ nó ra ngoài thì bên trong nó vẫn là màu trắng. Chúng ta sẽ nhấc nó lên. Chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng của nhà mạng AT&T, có Samsung Galaxy S3 màu đỏ khá là đẹp. Nhấc lên, ở dưới này là những cái phụ kiện. Thì những cái phụ kiện kèm theo máy có sách hướng dẫn sử dụng, có cái miếng che màn hình đặc trưng của AT&T. Và ngăn dưới cùng chúng ta mở ra thì sẽ thấy những cái phụ kiện, cái SIM kèm theo hợp đồng của nhà mạng AT&T, một cái tai nghe. Tai nghe này vẫn là màu trắng giống như cái phiên bản màu trắng chứ không phải là cái tai nghe màu đỏ. Cáp cũng là cáp màu đen luôn, không phải là màu trắng hay là màu đỏ. Sạc màu đen. Như vậy là chúng ta đã hết rồi. Đây là cái chiếc Galaxy S3 màu đỏ mà mình mới có mở vừa nãy ra. Và đây là cái chiếc Galaxy S3 có phiên bản màu xanh ngọc truyền thống, phiên bản mới được ra mắt ngay từ khi máy mới được bán. Thì như bạn thấy là mặt trước cả hai đều không có sự khác biệt gì, ngoại trừ cái phần khung viền, một bên thì màu đỏ, một bên thì màu đen. Ở góc nhìn này thì bạn sẽ thấy là cái phần màn hình màu đen nó gần như là phủ toàn bộ cái mặt trước, nên chúng ta sẽ không phân biệt được cái viền màn hình và cái màn hình bên trong. Còn do sự khác biệt về màu sắc mà cái máy màu đỏ chúng ta vẫn nhìn thấy cái điều đó khá là rõ. Nếu mà bạn nào để ý kỹ thì dưới này chúng ta cũng thấy có những hai cái phím ẩn của cái nút menu và nút back. Các cái camera hay là cái loa thoại ở trên này thì cũng tương tự như nhau, không có nhiều khác biệt. Đây là cạnh bên. Thì ở cạnh bên thì bạn thấy nó cũng có hai cái phím tăng giảm âm lượng. Mặt sau cũng tương tự. Ở cái máy phiên bản quốc tế thì chúng ta chỉ có chữ Samsung thôi. Còn ở cái máy của nhà mạng AT&T màu đỏ thì chúng ta có chữ AT&T và Galaxy S3. Phía trên này thì có camera 8 chấm, đèn flash LED và cái micro và cái loa ngoài. Những cái giao tiếp khác, giao tiếp micro USB thì vẫn y như cũ, không có sự khác biệt. Ở trên đỉnh thì bạn đều có cái khất để mở máy ra. Chúng ta có một cái micro phụ, một cái jack tai nghe 3.5mm để nghe nhạc. Thì mình sẽ mở ra xem có gì khác biệt ở cái phiên bản này hay không. Ở đây thì chúng ta có cục pin hỗ trợ NFC. Trong cái chiếc Galaxy Nexus thì cái máy dành cho nhà mạng Verizon nó có sự khác biệt là nó sử dụng cái pin lớn hơn. Cái này vẫn là cái pin 2100mAh y hệt cái máy GSM. Tức là
cái máy Galaxy S3 mặc dù sử dụng khác chip xử lý, chỉ là 2 nhân thôi, nhưng mà cái pin thì nó vẫn giống như là cái phiên bản quốc tế, và cái nắp nhựa này cũng vậy. Ở mặt trong thì chúng ta có cái khe cắm SIM, micro SIM và khe cắm thẻ nhớ. Đây là phiên bản 16GB, bạn thấy là họ có ghi sẵn số 16GB lên đây. Rồi, xin cảm ơn các bạn.